Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì hôm qua mình đã gửi đến cho bạn quét min một đô theo thông tin mật. Đấy, hôm nay thì lại có thêm hai quét nữa theo thông tin mật. Nhưng mà hai quét này thì không được bằng cái quét ngày hôm qua. Nghĩa là không mật bằng cái quét ngày hôm qua. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem nhưng trước tiên thì mình sẽ rút cái tiền ở cái quét ngày hôm qua thì ở uh, perfect money thì mình đã được rút được tiền về rồi các bạn có thể nhìn đây mình vừa rút được về xong cái quét ngày hôm qua gọi là quét thông tin mật nói chung là để dành cho các bạn biết chơi ra mình cũng các bạn là mới chơi thì cũng không có thể là không hiểu ok ở đây nó yêu cầu các bạn feedback thì các bạn feedback cho cho mình nhá full này đấy feedback cho mình good uh, project đấy, viết tiếng anh bọn nó hiểu đừng viết tiếng việt nhé ok bạn có thể là bốt ảnh à, hình như là nó cho file post ảnh thank you này đấy à, ok thì bây giờ mình sẽ cho giúp đây 0.14 đô la về đây thì vậy cả hai perfect money và payer đều ok cả rồi bây giờ mình sẽ đầu tư thêm như hôm qua mình đã bảo rồi mình sẽ vào cặp pin và đầu tư thêm 10 đô nữa đấy mình chơi mà phải chơi mà mới mất gì đâu mình sẽ đầu tư 10 đô bằng perfect money perfect money ok đồ. Open. Nói chung là không dành cho anh em mới chơi đâu nhá. Lưu ý, anh em tốt nhất là đừng có lạm dụng cái này quá, chơi hai vòng mình mình nghĩ là chơi hai vòng là thôi. Nhìn lại, cái tài khoản này nó có 10 mười 10.8 điểm tin cậy cơ. Đây, ok. Ô. Mai cao nào. Mình đánh giữ 10 đô chứ nhỉ? À đây, 11 đô, mình vẹt đây, đầu tư đây. Đấy. Ừ, đã rút tiền đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy. Thì mình đã đầu tư thêm 10 đô nữa vào đây. Lưu ý rằng là quét này thì mình lại để link ở phần mô tả bên dưới cho anh em mặc dù này working 26 ngày hôm qua 25 ngày nói chung là các bạn đừng lạm dụng quá nhiều đừng có tham thì thâm nhá mình nói rồi đừng có tham thì thâm đấy đừng lạm dụng quá nhiều đấy, mình theo theo cá nhân mình thì cái này mình chỉ vào thêm vòng này nữa thôi có tùy các bạn thích chơi thì chơi thôi nhá ok thêm nữa hai mét cái web tiếp theo là cái web thông tin mật tiếp theo à con này con này mình sẽ đầu tư khoảng độ một đô vào đây nó cũng là min một đô Ê, để con này thì mình cũng phải check qua như cái con kia để cho thêm nó như thế nào ấy quỵ nhầm đây mình phải check qua tí ừ, hàng cái này cũng được brotech uh, uh, bảy ngày này cái này còn ấy hơn hệ thống thanh toán cũng giống như con ngày hôm qua đây từng này à, link uh, ba quét mình sẽ để theo tự, thứ tự nhé các bạn cứ ấy đi link mình để phần mô tả bên dưới để cho anh em ấy quên được, tôi, tôi, tôi tôi tìm xem cái web này như nào đánh giá cái web này thế nào Các bạn nào mà hôm qua vào những cái quét kia thì có thể rút ra được rồi đấy, ừ. vì trong vòng 24 giờ thôi mà. Đấy con này 82 ngày đấy, nhìn nhìn cái tên này cũng rất là ok. Ok bây giờ mình sẽ đăng ký và đầu tư vào con này từ một đô trước, lại giống như con kia con này 7 ngày thôi mà. Mình sẽ thử một đô trước ở con này. Ok đăng ký Xếp lại Ok, đối với bọn này chỉ có một Devices thôi, không có gì năng tăng cả Con này tương tự như con kia Đâu rồi, à, à quên nhầm, cabin nhầm, Mac đâu à, Cabin, đây, Thôi rồi, ấn về này cũng được à, In app mình bây giờ ok, 110% Con này cả, cả, cũng ngang tầm con kia đấy, Perfect đi này đấy một đô ok đầu tư các bạn thể nhìn thấy ô oh. ai già dạ. đây chuyện thằng khốn nạn nó lại phải uh, refill bay lần nữa phải lấp đầy bay lần này trước đã chứ không phải là đấy, về trước. ok 124% hai phần trăm đô la perfect money ok một đô nào các bạn nhớ nhá ấn vào đây này ấn vào đây này. đấy đầu tư được có nhiều anh em không biết tiếng Anh cũng không đầu tư được ok top ok một đô perfect money đây bài lần này ấy tên tài khoản ô lại mặt này. cái điểm tin cậy của thằng này cao hơn này 25.8 cái thằng cái ví mình chuẩn bị gửi đến này cái điểm tin cậy khá cao Đấy. Đây, một đô này chạy 24 giờ giống hệt thằng kia các bạn hiểu không? Giống thằng kia cái hãi trưởng luôn. Thông tin mật mà mật mà anh em hiểu không? Mật. Mà. Ok chúng ta ở góc này à quên nhầm. Đây đây là các bạn có tái đầu tư được đô ru. Đây. À, khi, khi nào các bạn uh, khăm 24 hai, hai giờ thì mới nó mới, mới hiện lên. Cái này là các bạn có thể tái đầu tư à, chọn cái balance ấy. Các bạn thể thể sử dụng tái đầu tư được. Ok, quay lại cabin nào. Đây các bạn thể nhìn thấy đây. Đấy, đấy. Lợi nhuận là 1.1 đô. Đấy, ngày mai mình sẽ cũng ơ. Sẽ thì có 60 Ê, tôi tôi tôi, tôi mách lại cho tôi, tôi 24 giờ hay là Sao đằng kia đếm vớ vẩn đấy, 24 giờ đúng không? Sao lại kia đếm ngược có 59 phút thôi nhỉ? Vãi trưởng nhỉ? Thôi rồi ngày mai sẽ có thông báo cho các bạn sau à đây rồi có nghĩa là như này mỗi một tiếng nó sẽ được ở một cái này thì là đô sẽ tăng lên rồi tôi 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 sai tôi sai nhá ở đây mỗi một tiếng nói chung là người thì nhiều khi ăn cơm còn vãi Đâm ra đôi khi sai là chuyện bình thường các bạn thông cảm thì chỗ này mỗi một tiếng nó sẽ đến đây và tiền nó sẽ nhảy đây thấy không khi là tròn 24 tiếng thì nó sẽ nhảy đủ số tiền này đấy anh em hiểu ạ à? đấy OK cái quét thứ ba cái quét này thì thôi quét này thì thực ra có hai con quét kia rồi con quét này chẳng qua giới thiệu cho các bạn vì nó mới ra có một ngày thôi à cái nó quét này xem người Việt Nam vào chưa vì cái quét này nhiều bạn Việt Nam hay chơi à cái này không có thống kê người Việt à không có cũng có đầy đủ nhưng mà con này ra không ngày đâu nhỉ tôi tưởng là cao đo member đây start từ ngày 27 đây đấy con này ra không ngày đấy được cái con này nhạc đăng ký cho anh em con này thì là con quen thuộc Con này con mạo hiểm hơn hai con kia uhm. Nhưng mà lãi suất thì nó sẽ cao hơn hai con kia nhé Lãi suất cao hơn nhiều Tí nữa mình vào các bạn cho xem Cho các bạn xem Cái loại này là loại liều ăn nhiều À, tôi có một lịch cái loại này thì các bạn lên vào uh, Bayer thì là sẽ ngon hơn. Bởi vì cái con này Bayer nó sẽ ít cạnh tranh hơn là Perfect Money. Nói chung là thực ra ấy, đợt này tôi mới nhả mấy cái thông tin mật ra cho anh em chứ thực ra ngày xưa tôi cũng uh, không muốn nhả mấy thông tin mật lắm bởi vì nhả mấy thông tin mật nó rất là nguy hiểm những web này vì nó chạy rất là lâu. Uh, các bạn không hề thích những web chạy lâu tẹo nào rồi thế này thế nọ uh, thêm nữa rằng là thông tin mật thì dù gì cũng là dù ấy, thì nó cũng mang yếu tố gọi là không cái gì là toàn mỹ 100% cả đâm ra các bạn đừng có mà nghĩ rằng nó toàn mỹ 100% nhé nhiều nhiều khi tôi còn bị tung hỏa mù ấy. đấy đâm ra các bạn nói chung là nhiều khi mật thám nó còn đấy đây này các bạn nhìn này lãi suất nó cao hơn nhiều đây một sau một ngày này ô một ngày con này không được à à con này nó có thể chạy thêm một ngày 1.87 ngày gấp đôi, đấy vòng này. Nói chung là các bạn có thể ở đây hệ thống đầu tư cũng đầy đủ nên vào BO. OK, link ba quét mình sẽ để phần mô tả bên dưới và nhắc lại những quét như thế này không dành cho các bạn mới chơi. À, thông tin mật thì thông tin mật nhưng mà dù sao thì nó cũng không thể dành cho các bạn mới chơi đâu ra à, rủi ro là vẫn có chứ không phải có rủi không có rủi ro đâu, chẳng qua là hạn chế rủi ro một chút thôi. Nếu như mà tôi mà không nếu mà tôi mà không sợ rủi ro ấy thì tôi đã mở khoảng độ 1.500 đô vào đây rồi đây này mở tôi sẽ mở chọn cái 200 phần trăm này đấy ông hiểu không 200 phần trăm tôi sẽ chọn 200 phần trăm này nó phải à 500 đô này nó phải bỏ 500 đô vào đây để nhận được mức 200 phần trăm này đấy ông hiểu không ok cảm nghĩ sao về các bạn về ba web này thì anh em thể comment ở phần mô tả bên dưới anh em nào mà đang vào web đầu tiên thì các bạn có thể rút được tiền ra rồi các bạn có thể tái đầu tư cũng được hoặc là vào thêm cũng được nhưng mà nên chờ ít thôi nha